Đã anh em nhé. Hello, xin chào anh em nhé, đã quay lại với channel của mình nhé. Mình là Ngọc Nam Game anh em nhé. Chủ đề hôm nay mình sẽ lại chia sẻ cho anh em một phiên bản game cực kỳ hay trên điện thoại này anh em nhé. Hôm nay mình sẽ chia sẻ và hướng dẫn chi tiết cho anh em cài đặt cái game bắn sắc sống này về điện thoại chơi anh em nhé. Phiên bản này phiên bản mới anh em nhé. Nói chung là tiền tiền vàng đồ là full hết anh em nhé. Mình tha hồ đồ mua trang bị đồ mình chiến đấu với bọn sắc sống anh em nhé. Giờ mình sẽ tất thử cho anh em nhé. Tiền mình mua này. Mình sẽ mua mấy đồ này cho anh em xem nhé. Mình sẽ trang trí hết cái căn phòng của mình nhé. Mình sẽ đăng ký cho vị trí luôn nhá. Đủ này. Một tên sắc sống này còn bị nhốt đây anh em nhé. Rất xin nhiều đồ anh em nhé. Mình sẽ mua hết luôn anh em nhé. Trang bị cho cái nhà mình nó sôi nổi lên. Tiền này tha hồ mua anh em nhá, không sợ tốn nhá, giống như là có người đầu tư cho mình đấy. Khóa VIP anh em nhá. Giờ mình sẽ bắt đầu xem cái căn phòng mình đã đăng ký nha. Úi giời. Nhìn quá đã anh em ơi. Giờ mình sẽ cho anh em coi súng nha. Đâu? Súng đây. Súng bên này anh em. Mình cũng mới vào chơi cho nên là mới thu thập được ít súng anh em ơi. Mua luôn cái này anh em nhé. Luôn cái này đi. Rồi, giờ mình sẽ ra đây mình sẽ test thử cho anh em xem nhé. Bên này là gì nhỉ? Rồi, giờ mình sẽ test cho anh em nhé. All right, let's roll. What do we have here? Next one. Kiếm được mấy thằng này. Cái này nhé. Phát một nghe anh em nhé. What do we have?
have here? Rồi bây giờ anh em sẽ mời làm theo mình nhá. Trước tiên thì anh em sẽ trượt xuống cái phần bình luận anh em nhé. Mình sẽ để cái hai cái link, hai cái file download về hai cái file game đấy. Mình đã anh em bấm xuống đấy và download hai cái file về giúp mình nhá. Sau khi download thành công rồi anh em vào anh Giver giúp mình nhá. Rồi vào đây thì anh em sẽ vào mục download nhé. Đây này. Nếu mà anh em tải thành công được hai file rồi thì nó sẽ nằm đây này anh em này, đây này hai file đây anh em nhé, đây này file này với file này anh em nhé. Rồi anh em bấm vào cái file đầu tiên và cài đặt giúp mình nhé. Đây bấm vào cài đặt nhé, cái này mình cài rồi nên là mà không cài lại nữa anh em nhé. Anh em này bấm cài rồi nhá. Sau khi cài xong xuôi rồi thì anh em sẽ bấm vào cái mục này nhá, file thứ hai nhá, anh em bấm vào xem nhá và mục bấm vào mục này nhá. Anh em bấm giữ đề nhá. Đấy, anh em bấm vào sao chép nhé. Anh em bấm vào mục download trên đầu này, bộ nhớ thiết bị này, vào Android nhé. Rồi vào mục OBB nhé anh em nhé. Rồi anh em paste dán nó vào giúp mình nhé. Đấy. Này mình dán cũng xong xuôi rồi nên là mình không làm lại nhé. Anh mình sẽ làm tượng trưng cho anh em làm theo thôi nhé. Đấy. Để anh em thoát ra nhé. Nhưng mà anh em khoan đã từ từ vào game nhé. Anh em còn một bước nữa thì anh em mới vào game được nhá. Anh em để vậy thì nó sẽ cài đặt xong rồi anh em vào luôn thì nó sẽ không được đâu. Anh em sẽ vào cái mục cài đặt hệ thống này nhá. Hệ thống của máy đấy anh em nhá. Rồi anh em đi tìm tới cái mục ứng dụng quản lý ứng dụng này, máy này nhá. Anh em bấm vào nhá. Vào đây thì anh em vào chỗ danh sách ứng dụng này. Rồi. Vào đây mình sẽ tìm cái game mình mới cài đặt đây anh em này, đây này nằm đây nhá, anh em bấm vào nhá, anh em vào đây chỗ các quyền của ứng dụng nhá. Rồi anh em vào đây anh em cho phép nó quản lý truy cập trong bộ nhớ anh em nhá. Đấy, quyền truy cập bộ nhớ nhá. Rồi sau khi thành công rồi thì anh em bắt ra thôi. Bắt đầu thì anh em vào game như bình thường thì anh em nhé. Đây game mình đây nhé. Đấy. Rồi video mình hướng dẫn tới đây anh em nhé. Anh em nào mà tải và download về thành công rồi thì hãy nghe cho mình một like và một đăng ký kênh anh em nhé. Rồi xin chào anh em nhé.